Xin chào bạn, hôm nay đại lý Inactu chúng tôi sẽ tập hợp chúng ta cái sản phẩm cái nắp nhựa có cái mã hiệu là CF 606VS ha. Cái này thì đang có khuyến cáo để sử dụng cho con AC 919VN 919 cho cái mẫu cũ là so với cái mẫu cũ là 909 thôi. Thì cái nắp này thì nó sẽ có những cái cải tiến cũng khá hiện đại, ví dụ như là nó sẽ dùng chân ốc vít bằng kim loại inox ha. Nó sẽ tháo ra được, chúng ta sẽ tháo cái nắp ra được dễ dàng hơn, cũng như chúng ta sẽ nhấc cái nắp ra, chúng ta để vệ sinh nó cũng sẽ dễ hơn. Thì đối với con với cái nắp nhựa này á, thì sau thời gian chúng ta sử dụng hoặc là có thể vô ý làm bể thì chúng ta có thể thay thế. Còn nắp chúng tôi là cung cấp là nắp hàng chính hãng, không có phải là nắp hàng thay thế hay là nắp hàng giả hàng nhái nha. Tôi là đại lý của Inax, chúng tôi sẽ cung cấp những cái hàng chính hãng thôi. Đây. Thì cái nắp này khi chúng ta chưa lắp bản lề lên thì nó chưa có đóng êm được, nhưng cái nắp này nó đóng êm. Đây phía trong một nắp thôi. Thiết kế của nó cũng khá hiện đại ha. Kiểu của nó thiết kế mỏng nhưng mà vẫn rất là chắc chắn, mượt dày. Và đây là cái bộ phận chúng ta có thể nhấc ra khỏi cái bát để chúng ta có thể vệ sinh lau chùi dễ dàng. Đó. Cái nắp này khi chúng ta lắp lên những cái con cầu này thì sẽ rất là đẹp, nó thuộc dòng cao cấp ha. Thì mẫu này hiện tại đang được cung cấp ở đại lý không? Khi đắt của nước tôi. Quý khách cần mua có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại dưới cùng clip. Cảm ơn, xin hẹn lại.